Anh Lương Nhật, coi xong cái teaser em giật mình mấy lần luôn á. Cứ mỗi lần nghe tới Cường là em giật mình. Mà em biết là Cường không bao giờ phụ phàng ai đâu anh. Cường chung thủy lắm anh à. Đa tình nhưng mà không hề bạc tình đúng không anh? Đúng rồi, đó là cái câu chuyện, đó là tất cả những gì mà Lâm Nhật muốn gửi gắm. À, cũng thưa quý vị luôn là năm nay là tròn 5 ngày, 5 năm, à, ngày giỗ thứ 5 của anh Phạm Anh Cường. Anh Phạm Anh Cường mất rồi, thưa quý vị. Và cái người sẽ tái hiện nhạc sĩ Phạm Anh Cường là Nam Vương diễn viên điện ảnh Đoàn Minh Tài. Lâm Nhật chọn cái bài hát này. Em ra đây với anh, đừng gần anh. Hai em ra đây. Hai MC ra đây với anh Nhật. Anh đừng một mình, anh cảm thấy nó chống chân quá. Chắc quý vị phải vỗ tay cho to, làm Nhật chia sẻ làm răng mà. Đây là một câu chuyện có thật. Anh Cường, năm đó anh Cường gần 30, khoảng 28, 29 tuổi, thưa quý vị. Và anh Cường ra Huế. Anh Cường là một người Việt nhạc rất hay, đẹp trai. Đoàn Minh Tài, đẹp trai giống như vậy đó. Nên là chọn anh Đoàn Minh Tài vào vai Phạm Anh Cường là chính xác rồi. Anh Cường ra ngoài Huế và anh Cường tỉnh là học mỹ thuật, học tài chức, đại học mỹ thuật Huế. Anh Cường viết nhạc hay, nhịp ảnh rất đẹp, vẽ tranh rất đẹp, nhưng mà rất là nghèo. Và anh Cường gặp Thủy, cô Thủy là con gái Kim Long ở Huế. Anh Cường thì 29-30, mà Thủy năm nở là mới có 16 tuổi thôi. Hai người cách nhau mười mấy tuổi. Và Thủy đẹp lắm. Thiên Hương đứng dậy cho mọi người ngắm nhìn. Thiên Hương sẽ là tại hiện cô Thủy đó quý vị. Một tràng pháo tay dành cho cô. Thiên Hương là cái hoa khôi xứ Huế. Ở Huế có một cái câu là Kim Long có gái mị miều, trầm thương, trầm nhớ, trầm liều, trầm đi. Là vua Minh Mạng có một cái câu như thế truyền nhân. Ông có cúng từng mị nữ hàng ngàn người, mà có những đêm ông vi hành dạ dàng thường dân để lên Kim Long để tìm tình yêu. Và Thủy xinh đẹp như vậy, hai người gặp nhau thương nhau. Và anh Cường có hẹn với Thủy rằng là cho anh 2 năm, trễ là 3 năm thôi, anh có sự nghiệp, anh sẽ về Huế để cưới Thủy làm vợ. Và cái tình yêu ngày xưa là lạ lùng lắm thưa quý vị. Mới có cầm tay thôi mà ngã cái vai, cái đầu vào trong vai anh Cường. Và anh Cường chỉ mới hôn lên trán của Thủy thôi. Anh Cường kể hết cái câu chuyện tình đó cho Long Nhật. Nhưng mà anh Cường đi biệt 9-10 năm, anh Cường không có sự nghiệp gì cả, anh Cường không biết làm ăn, bao nhiêu tiền bạc đưa vô tay anh Cường là mất hết, bởi vì nghệ sĩ đã không biết tính toán, thưa quý vị. Việc nhạc, làm thơ, nhiếp ảnh, vẽ tranh thì giỏi lắm, nhưng mà đầu tư công chuyện thì là hư đường hư bột hết. 1 năm 2 năm 3 năm, 5 năm 6 năm 7 năm 8 9 10 năm, anh Cường vẫn không về được Huế. Mà tự ái của người đàn ông, mà cô Thủy thì là con nhà danh giả ở Huế, Thủy thuộc dàng là Trâm Anh Thế Việt, đẹp gái con nhà danh giả, và nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín là vào vai cha của Thủy. Thì anh Cường bán nhà, gia đình anh Cường bán nhà từ Đà Nẵng chuyển về Hội An, mất liên lạc. Ngày xưa là thư tay, thưa quý vị, việc thư tay dạng tem, và di chuyển không biết làm sao, mất hết tất cả những liên lạc của hai người. Bao nhiêu thư tay của Thủy gửi cho Phạm Anh Cường không nhận được. Và Bưu Điện trở về gửi trả lại cho Bưu Điện Huế. Và cái người nhận những cái lá thư được trả về đó là cái người bưu tá. Và Lâm Nhật vào vai người bưu tá đó. Và tại vì thư gửi về nhiều quá, nên cái người bưu tá này không nợ trả lại cho cô Thủy. Ví dụ như 10 phần thì trả lại có 3-4 phần thôi. Trả nhiều quá sẽ đau lòng người ta. Thì ông ba đó, ở ngoài đời thì ông cha còn nói là con chờ đến bao giờ. Nhà mình là danh giả, nhưng mà nhà mình không có phân biệt người ta là nghệ sĩ nghèo hay nhạc sĩ nghèo gì cả. Tụi con thương đâu thì cha gả đó thôi. Nhưng mà vấn đề là họ không về. Họ không về, họ mất liên lạc, họ không về. Con căn cứ vào đâu mà con chắc chắn là thằng Cường nó về? Thì cô Thủy có nói những câu nói mà ở Huế ai cũng biết cả. Cô Thủy nói rằng là cái ngày mà chia tay ở ga đó, thưa quý vị, cha ơi, cái ngày chia tay ở trên ga đó, con nhìn sâu vào đôi mắt của anh Cường và con thấy là vàng đá lắm. Cái người này không phải là người phù bạc. Anh ấy phải có một cái nhất tâm hồn nhân hậu thủy chung, thì anh ấy mới viết ra những cái vần thơ, những bài nhạc hay như vậy. Và con tin chắc chắn là anh Cường sẽ trở về với con, dù 5 năm hay 10 năm. Người em gái
ở trong cái khu phố đó có một người học trò sinh viên ở miền Nam Sài Gòn ra là Lê Mạnh Phương. Em Phương đứng dậy cho mọi người chào. Em Phương một tràng vào tay cho Lê Mạnh Phương. Lê Mạnh Phương là học trò trong Sài Gòn, ra trò học ở trên xóm Kim Long thì đem lòng yêu Thủy. Và thầy Minh Nhĩ, hồi nãy thầy Minh Nhĩ có tới nhưng mà thầy Minh Nhĩ bận diện chiều nay về rồi. Thì đã, gia đình của cô Thủy nhận lời, hai bên gia đình còn quen biết và nhận lời là cho Thủy làm vợ Phương. 90 năm rồi, 90 năm rồi. Nhưng mà khi mà đàn trai đem câu trầu đến giảm ngọ thì cô Thủy từ chối. Và Thủy còn nói một câu mà Lâm Nhật nhớ hoài là: con không biết thương người khác, con không có biết yêu người khác, con chỉ thương một mình Phạm Anh Cường thôi. Và Thủy nói với em út là bé Thanh, Huỳnh Nguyễn Ân là em út ở Trần Thành hôm nay bị ốm. Thủy có nói với bé út là trong phim một lạc quý vị nghe: chị sẽ chờ anh Cường cho đợi lúc nào cha mình 100 tuổi. Mà đến lúc nào cha mình 100 tuổi mà anh Cường vẫn chưa về thì tâm sự chỉ nhờ em. Nhờ em có nghĩa là nhờ bé Thanh là sẽ làm vợ anh Phương, để gia đình mình là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín nợ người ta một cái lời chỉ phúc gia hôn. Và sau đó cô Thủy trao trọn cuộc đời mình cho Chúa. Thủy là người Công giáo và cái tình yêu của cô Thủy dành cho anh Cường thì đã đặt vào bàn tay của Đức Mẹ, đặt vào bàn tay của Đức Chúa. Bởi vì cả cuộc đời này Thủy chỉ thương một mình Phạm Anh Cường thôi. Nhưng mà thưa quý vị, anh Cường có về. Anh Cường khi có đầy đủ sự nghiệp rồi, anh Cường có về. Anh Cường về Huế, gặp lại người đưa thư, gặp lại bé Thanh và lên trên dòng Thiên An, gặp lại Thủy. Nhưng mà mọi việc nó an bài rồi, trễ trang hết cả. Vì mất liên lạc, vì cái tự ái của người đàn ông, vì 100.000 lý do mà chúng tôi không thể nào giải thích được. Thì thôi, cô Thủy còn nói một câu là: con đi lấy chồng thì được rồi đó, đi lấy chồng là yên phần mình rồi đó, nhưng mà lỡ anh Cường về không có thì tội. Bây giờ có 100.000 lời để nói về cái câu chuyện này thì không thể nào diễn tả được cái cảm xúc của Long Nhật và tất cả ekip đoàn phim. Thì thôi, khi ngôn ngữ bất lực rồi, âm nhạc sẽ lên tiếng. Xin mời quý vị cùng theo dõi phim ca nhạc Tìm Lại Người Xưa. Vỗ tay chưa to nơi.